các con, cô tên là Nguyễn Thị Bích Hà, giáo viên trường tiểu học trung tự quận Đống Đa. Cô rất vui vì hôm nay được đồng hành với các con trong tiết tập làm văn. Để tiết học của chúng ta hiệu quả, các con hãy chú ý. Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng, tập trung lắng nghe, chủ động ghi chép và thực hành yêu cầu của cô nhé. Trước khi vào bài học mới, cô cùng các con hãy ôn lại những kiến thức cũ nhé. Ở bài trước, các con đã biết cấu tạo một bài văn miêu tả cây cối gồm có 3 phần. Mở bài, tả hoặc giới thiệu bao quát về cây. Thân bài, tả từng bộ phận của cây hoặc từng thời kỳ phát triển. Còn kết bài có thể nêu ích lợi của cây, ấn tượng đặc biệt hoặc tình cảm của người tả với cây. Qua phần ghi nhớ này, các con đã biết được hai trình tự quan sát đúng không nào? Một, có thể quan sát theo tả từng bộ phận của cây. Hai, các con cũng có thể tả theo từng thời kỳ phát triển của cây đấy. Nắm được những kiến thức này, các con sẽ học được tốt trong bài tập làm văn ngày hôm nay. Tiếp tục với chuỗi bài về miêu tả cây cối. Hôm nay, cô sẽ dạy các con bài luyện tập quan sát cây cối. Sau tiết học ngày hôm nay, cô hy vọng các con sẽ biết quan sát cây cối theo trình tự hợp lý, kết hợp các giác quan khi quan sát và nhận ra sự giống và khác nhau giữa miêu tả một loài cây với miêu tả một cây cụ thể. Nào, các con hãy mở sách giáo khoa trang 39, chúng ta cùng làm bài tập số 1 nhé. Bài 1 yêu cầu các con đọc lại 3 bài văn tả cây cối mới học: sầu riêng, bãi ngô, cây gạo và nhận xét. Bây giờ cô mời các con đọc lại 3 bài văn bằng cách đọc thầm theo cô và xem tác giả mỗi bài văn quan sát gây theo trình tự như thế nào. Bài sầu riêng. Sầu riêng, sầu riêng là loại trái quý của miền Nam, hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quện với hương bưởi béo cái béo của trứng gà ngọt cái vị của mật ong già hạn hương vị quyến rũ đến kỳ lạ hoa sầu riêng trổ vào cuối năm gió đưa hương thơm ngát như hương cau hương bưởi tỏa khắp khu vườn hoa đậu từng chùm màu trắng ngà cánh hoa nhỏ như vảy cá hao hao giống cánh sen con lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khưu cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng hơi khách lại, tưởng như lá héo Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê. Bài tiếp theo là bài Bãi Ngô. Bãi Ngô, bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào, những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng những lá ngô rộng dài trổ ra mạnh mẽ nõn nà trên ngọn một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên những đàn bướm trắng bướm vàng bay đến thoáng đỗ rồi bay đi núp trong cuống lá những búp ngô non nhú lên và lớn dần mình có nhiều khía vàng vàng và những sợi tơ hung hung bọc trong làn áo mỏng óng ánh trời nắng trang trang tiếng tu hú gần xa gian gian hoa ngô sơ xác như cỏ may lá ngô quắt lại rủ xuống những bắp ngô đã mập và chắc chỉ còn chờ tay người đến mẹ mang về và bài cuối cùng là bài cây gạo cây gạo cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân cành nặng chịu những hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến là có ngay mấy bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi xuống, những cánh hoa đỏ rực quay tít như trong chóng non thật đẹp. Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn, cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn á, lại trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư cây đứng im cao lớn hiền lành làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo mút míp, hai đầu thon vút như con thoi sợi bông trong quả đầy dần căng lên những mảnh vỏ tách ra cho các múi bông nở đều chín như nồi cơm chín đội vung mà cười trắng loá cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Ba bài văn này các con đã được tìm hiểu trình tự quan sát ở những tiết học trước rồi đúng không nào? Vậy câu trả lời của các con là gì? Hãy đối chiếu với câu trả lời của cô nhé. Ở bài sầu riêng, Điểm nổi bật của hoa, của quả và dáng cây sầu riêng đã cuốn hút tác giả Mai Văn Tạo nên ông đã lựa chọn quan sát cây theo từng bộ phận. Sang đến bài bãi ngô, tác giả lại muốn tập trung tả đặc điểm nổi bật về sự phát triển không ngừng trong thời gian chỉ từ 4 đến 5 tháng, từ lúc cây còn lấm tấm như mạ non đến lúc cây được thu hoạch. Vì thế, tác giả đã lựa chọn quan sát theo từng thời kỳ phát triển của cây thật là hợp lý đúng không nào? Còn với bài cây gạo, cảm xúc của tác giả Vũ Tú Nam lại gắn với vẻ đẹp từng thời kỳ phát triển của bông gạo. Từ lúc hoa còn đỏ mọng đến khi mùa hoa hết, bông hoa đỏ trở thành quả gạo, các mảnh vỏ tách ra, lộ những múi bông khiến cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. Vì vậy, Bài cây gạo dù cũng được quan sát theo từng thời kỳ phát triển nhưng cụ thể hơn là theo sự phát triển của bông gạo. Như vậy các con hãy nhớ, việc lựa chọn trình tự quan sát là hoàn toàn phụ thuộc vào sự gắn bó và cảm xúc của tác giả trước những đặc điểm nổi bật của cây cối. Chọn được trình tự quan sát rồi thì chúng ta cần phải làm gì tiếp? Hãy cùng cô tìm hiểu ở phần B nhé. Tác giả quan sát cây bằng những giác quan nào? Đọc ba bài văn vừa rồi, các con thấy những bộ phận nào của cây và những sự vật nào được miêu tả? Nếu câu trả lời là thân, lá, cành, dáng cây, hoa, trái sầu riêng, quả gạo, búp ngô non, bắp ngô và những sự vật như chim chóc, bướm trắng, bướm vàng thì các con đã trả lời chính xác rồi đấy. Vậy những đặc điểm trên được tác giả quan sát bằng những giác quan nào? Đó là nhờ thị giác để ngắm nhìn hình dáng, kích thước, màu sắc của cây và các bộ phận. Thính giác để lắng nghe, còn khiếu giác và vị giác để cảm nhận được hương vị. Như vậy, muốn cảm nhận được hết những đặc điểm nổi bật của cây cối, thì khi quan sát, các con hãy cố gắng kết hợp thật hiệu quả và hợp lý các giác quan nhé. chọn được trình tự miêu tả và biết kết hợp các giác quan khi miêu tả thì làm thế nào để miêu tả được cụ thể sinh động, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở phần C nhé. Chỉ ra những hình ảnh so sánh và nhân hóa mà em thích. Theo em, các hình ảnh so sánh và nhân hóa này có tác dụng gì? Trước hết, các con hãy cùng cô tìm những hình ảnh so sánh và nhân hóa ở các bài văn nhé. Đầu tiên là bài sầu riêng. Trong bài sầu riêng, dễ dàng nhận thấy hình ảnh so sánh ở đây là hoa sầu riêng ngan ngát như hương cau hương bưởi. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con. Hay trái lùng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Còn ở bài bãi ngô, đó là những hình ảnh so sánh nào? Thứ nhất, cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Tiếp theo, búp như kết bằng nhung và phấn. Và hoa ngô sơ sát như cỏ may. Với bài bãi ngô, bên cạnh hình ảnh so sánh, các con sẽ thấy có những hình ảnh nhân hóa rất hay. Đó là búp ngô non núp trong cuống lá. Và hình ảnh bắp ngô chờ tay người đến bẻ mang về. Chúng ta vừa tìm hiểu được hình ảnh so sánh và nhân hóa ở bài bãi ngô, thế còn với bài cây gạo là những hình ảnh nào? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé. Với bài cây gạo, hình ảnh so sánh là cánh hoa gạo đỏ rực quay tít như trong trống. Quả hai đầu thon vút như con thoi. Và cây gạo như treo dung dinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới. cùng với ba hình ảnh so sánh là ba hình ảnh nhân hóa. Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân. Cây gạo trở về với dáng vẻ trầm tư, cây đứng im cao lớn hiền lành. Các múi bông gạo nở đều chín như nồi cơm chín đội vung mà cười. Đây là những hình ảnh so sánh và nhân hóa ở ba bài trong những hình ảnh này, các con thích hình ảnh nào nhất? Hãy lựa chọn cho mình nhé! Riêng với cô, cô thích nhất hình ảnh cánh hoa gạo đỏ rực quay tít như trong chóng. Bởi vì dù chưa nhìn thấy bông gạo rơi bao giờ, nhưng hình ảnh chiếc trong chóng quay rất là gần gũi. Nên khi đọc câu văn với hình ảnh so sánh này, cô đã tưởng tượng ngay ra cách rơi ấy vừa cụ thể vừa sinh động. Cô còn thích hình ảnh nhân hóa, búp ngô non núp trong cuống lá bởi ở câu này từ núp khiến cô liên tưởng những búp ngô non giống như các em bé được che chở vỗ về bởi bàn tay ấm áp của mẹ các con ạ à, sử dụng so sánh và nhân hóa khi quan sát thật hữu ích đúng không nào bởi so sánh và nhân hóa không chỉ khiến cây cối đang tả trở nên gần gũi thân thiết mà còn khiến chúng trở nên sinh động có cảm xúc Nhờ thế, tác giả gieo vào lòng người đọc, người nghe tình cảm yêu mến cây cối, yêu mến thiên nhiên đấy các con ạ. À. Vậy thì theo các con, trong 3 bài văn vừa rồi, bài nào miêu tả một loài cây, bài nào miêu tả một cây cụ thể? Với bài sầu riêng, ngay ở câu giới thiệu, sầu riêng là loại trái quý của miền Nam đã cho ta thấy tác giả lựa chọn tả những cây sầu riêng được trồng ở miền Nam nước ta nói chung, chứ không phải tả cụ thể một cây sầu riêng nào. Trong bài, tác giả còn nói lên được điểm khác biệt của dáng cây sầu riêng là khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, không giống như dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của các cây khác loài như là cây xoài, cây nhãn. Còn ở bài Bãi Ngô thì những câu mở bài Bãi Ngô quê em ngày càng xanh tốt, mới dạo nào những cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Các từ ngữ như là bãi ngô, những cây ngô cũng cho thấy tác giả chọn tả những cây ngô được trồng ở quê hương chứ không phải tả một cây ngô cụ thể nào. Vì vậy, Sầu Riêng và Bãi Ngô là hai bài tả về một loài cây. Sang đến bài cây gạo thì hình ảnh cây gạo già với đặc điểm như cây trở về với dáng vẻ xanh mát trầm tư, cây đứng im cao lớn hiền lành cho ta thấy tác giả đã miêu tả một cây cụ thể. Bạn nào đã có câu trả lời đúng như màn hình của cô? Xin chúc mừng các con. Còn những bạn trả lời chưa đúng thì các con cũng đừng lo, hãy sửa lại và tập trung lắng nghe tiếp ở phần e nhé. Theo em, miêu tả một loài cây có điểm gì giống và điểm gì khác với miêu tả một cây cụ thể. Các con đã thấy qua việc trả lời các câu A, B, C vừa rồi sẽ giúp chúng ta nhận ra bốn điểm giống nhau khi miêu tả một loài cây và miêu tả một cây cụ thể. Đó là đều phải quan sát kỹ và sử dụng mọi giác quan. Tiếp đến là tả các bộ phận của cây và những cảnh xung quanh. Điểm giống nhau thứ ba là dùng nhân hóa và so sánh để khắc họa chính xác, sinh động các đặc điểm nổi bật của cây. Và cuối cùng là phải bộc lộ tình cảm của người miêu tả. Vậy còn miêu tả một loài cây có gì khác với miêu tả một cây cụ thể? Các con hãy cùng với cô làm một bài tập sau đây nhé. Trên màn hình cô có 5 câu miêu tả cây cối, cùng đọc với cô nào. Câu 1 Em thích cây hồng nhung ông trồng ngoài ban công. Câu 2: Mùa thu, hàng cây hoa sữa thơm lừng cả phố. Câu 3: Cây phượng ấy cao lớn, sừng sững như người lính gác cho cả khu tập thể của em. Câu 4: Cây đa cao lớn ấy với chúng tôi là cả một trời kỷ niệm. Câu 5: Khoảng đầu tháng 2, các cây bưởi diễn bắt đầu ra hoa các con hãy nối các câu văn cho phù hợp để xem câu nào là tả một cây cụ thể và câu nào là tả Tả một cây cụ thể là những câu 1 3 4. Còn tả một loài cây là các câu 2 và 5. Cô hy vọng tất cả các con đều làm được đúng bài tập ở trên bảng. Từ những ví dụ cụ thể trên màn hình, các con sẽ thấy khi tả một loài cây thì cần chú ý đến các đặc điểm phân biệt loài cây này với loài cây khác. Còn khi tả một cây cụ thể thì cần chú ý đến đặc điểm riêng của cây đó, đặc điểm làm nó khác biệt với các cây cùng loài. Cô vừa hướng dẫn các con làm bài tập 1 rồi đấy. Vận dụng được tất cả những điều vừa học, cô tin chắc rằng các con sẽ làm được tốt ở bài tập số 2. Quan sát một cây mà em thích trong khu vực trường em hoặc nơi em ở và ghi lại những gì em đã quan sát được. Đề bài yêu cầu gì? Đề bài yêu cầu quan sát một cây mà em thích. Vì thế, hãy chọn một cây cụ thể để quan sát và các con nhớ đó phải là cây mà các con thích nhé. Đề bài còn yêu cầu gì? Ghi lại những gì em quan sát được. Để ghi lại những điều các con quan sát được, ở bài này chỉ yêu cầu các con ghi theo các ý hay là những câu ngắn gọn, không cần các con phải làm thành một đoạn văn. Các con hãy nhớ lại ở trường học và xung quanh nhà các con ở có những cây quen thuộc nào. Cô có gợi ý cho các con này. Có thể đó là những cây cho bóng mát như cây phượng, cây bàng, cây đa, cây bằng lăng. Cũng có thể là các cây ăn quả như cây nhãn, cây chuối, cây xoài, cây bưởi. Hay là những cây hoa như cây hoa đào, hoa giấy, hoa cúc, hoa hồng. Và đương nhiên trên thực tế còn rất nhiều những cây nữa đúng không nào? Vậy các con thích cây nào? Hãy chọn để quan sát nhé! Tiếp sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con các bước cụ thể để làm bài. Bước thứ nhất, các con hãy chọn cây để quan sát các con ạ, à, cây được chọn phải là cây mà các con yêu thích, vì đó là một cây cụ thể nên các con cần phải nói rõ đó là cây gì, cây đó được trồng ở đâu hoặc cây đó được ai trồng. xác định được cây cần quan sát, chúng ta cùng chuyển sang bước thứ hai nhé. lựa chọn trình tự quan sát. với bước này cô có vài lưu ý nhỏ cho các con thế này này. Với những cây vừa quan sát, các con nên chọn quan sát theo từng bộ phận. Nhưng nếu bạn nào có dịp quan sát cây lâu hơn trong một thời gian thì có thể chọn quan sát theo trình tự thời gian. Các con có thể chọn quan sát theo mùa hay từng thời kỳ phát triển của các bộ phận như hoa, quả. Vậy là hoàn thành bước thứ hai, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba, sử dụng các giác quan ở bước này, các con hãy kết hợp các giác quan khác nhau như là thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác hay là xúc giác. Sử dụng các giác quan để quan sát bao quát cây, có thể là về hình dáng, về kích thước. Tiếp theo đó, các con quan sát đến từng bộ phận. Với phần này thì cô lưu ý các con, nếu các con tả những cây hoa thì hãy tập trung quan sát bộ phận hoa của cây. Còn với những cây cho bóng mát thì hãy tập trung tả lá và tán lá nhé. Còn những cây ăn quả thì sao? Đúng rồi, đó là những bộ phận hoa và quả. Ngoài ra, các con còn quan sát những cảnh vật xung quanh như chim chóc, ong bướm. Và một điều các con cần phải nhớ khi quan sát, hãy kết hợp so sánh và nhân hóa cô vừa hướng dẫn các con xong bước thứ ba, chúng mình sang bước thứ tư nhé. Khi quan sát thì cần phải tìm được đặc điểm nổi bật của cây khác biệt với cây khác cùng loài. Sự khác biệt đó có thể là về vị trí, về hình dáng, về kích thước hay là sự gắn bó của con người với cây. Trong phần này, cô sẽ phân tích kỹ cho các con qua 3 ví dụ ở bài tập số 1 các con vừa làm. Ở câu văn đầu tiên, em thích nhất cây hồng nhung ông chồng ngoài ban công. Trong câu văn này, các con có nhận ra điểm khác biệt cây mà bạn định tả so với các cây hồng cùng loài không? Đó chính là cây bạn tả là cây do ông bạn chồng và được đặt ngoài ban công. Còn ở ví dụ thứ hai, câu cây phượng ấy cao lớn sừng sững như người lính gác cho cả khu tập thể của em. Ở câu này, ngoài việc khác biệt bởi vị trí là cây của bạn tả là cây phượng ở khu tập thể nhà bạn thì còn là sự khác biệt về hình dáng cao lớn, sừng sững, khác hẳn với hình dáng của những cây phượng khác đúng không nào? Sang đến câu thứ ba, cây đa cao lớn ấy với chúng tôi là cả một trời kỷ niệm. Sự khác biệt ở đây chắc các con cũng nhận ra rồi. Đó chính là những kỷ niệm mà bạn gắn bó với cái cây định tả. Sau khi đã quan sát cây cối xong, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ 5, trình bày kết quả quan sát. Ở bước này, hãy ghi lại kết quả quan sát của mình bằng các ý văn hoặc những câu văn ngắn gọn. Chúng ta có thể lựa chọn những cách trình bày như thế nào nhỉ? Chúng ta hãy nhớ lớp 3 các con đã được học bài ghi chép sổ tay. Vậy thông thường nhất, chúng ta hãy trình bày theo cách liệt kê như thế này. hay là chúng ta có thể lựa chọn theo cách sơ đồ đây là một sơ đồ tả theo trình tự phát triển của cây nhưng theo mùa cũng có thể là tả theo trình tự phát triển của cây hoặc cũng có thể là sơ đồ theo sự phát triển của một bộ phận như là hoa và quả gợi ý thứ ba của cô này các con cũng có thể ghi lại kết quả quan sát của mình bằng bảng như là bảng ở bên trên, nhưng với bảng này cô có một lưu ý nhé. Những cột hàng ngang các con sẽ xếp đó là các giác quan. Còn các bộ phận của cây hãy đặt theo cột hàng dọc. Như vậy thì các con sẽ không bị sót khi chúng ta quan sát. Các con thân mến, các bước mà cô vừa hướng dẫn các con làm bài trên đây cũng chính là tiêu chí để các con biết đánh giá bài làm của mình có đúng với yêu cầu của đề bài không. Cô và các con cùng đọc lại những tiêu chí đó nhé. 1. Chọn cây để quan sát. 2. Lựa chọn trình tự quan sát. 3. Sử dụng các giác quan. 4. Nêu đặc điểm nổi bật khác biệt với cây khác cùng loài. 5. Trình bày kết quả quan sát. Với phần hướng dẫn vừa rồi của cô, cô tin chắc rằng các con sẽ làm được tốt bài tập số 2 sách giáo khoa tiếng Việt 4 trang 40, đúng không nào? Ngoài ra, về nhà các con hãy chuẩn bị bài, luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Bài học của cô đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.